Vân Trang xây phòng chơi riêng cho chàng nhóc Tì, diễn đồ đồng điệu chuẩn bà mẹ nghiện con, tạm rời xa showbiz để vùng vén tổ ấm nhỏ. Trước khi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã và những nhóc Tì đáng yêu, Vân Trang từng là gương mặt diễn viên có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng. Thế nhưng lui về làm hậu phương vững chắc cho mái ấm nhỏ, cô dường như ít hoạt động diễn xuất mà thay vào đó là đang tạo loạt khoảnh khắc đời thường bên các thiên thần nhí. Trang cá nhân của người đẹp như một cuốn album gia đình thu nhỏ khi luôn cập nhật những hình ảnh của các nhóc Tì. Nữ chính gia đình phép thuật đang tải những hình ảnh bên con trong căn phòng tự lên ý tưởng trang trí. Đây được xem như phần quà dành cho ba thiên thần nhí. Trong loạt hình đăng tải, bố mẹ con diện đồ tông sượt tông với gam màu chủ đạo xanh dương dịu mắt, đồng điệu về mặt trang phục, nhưng tâm điểm chú ý dồn vào biểu cảm thích thú hết nấc của nhóc Tì. Được phụ huynh yêu thương đầu tư hẳn một chuyến khai minh tại gia, làm các bé không giấu nổi niềm vui với nụ cười tươi rói trên môi. Cô gác lại hào quang sự nghiệp và chính thức bước vào đường đua bà mẹ nghiện con Phoebe khi cuộc sống quay xung quanh các nhóc Tì. May mắn có được sự yêu thương của ông xã doanh nhân nên nữ diễn viên gần như không gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình chăm sóc và nuôi dạy bé. Sau khi sinh con, thay vì vội vàng quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất, cô chọn cách dành thời gian cho chồng con, đặc biệt là bù đắp nhiều tình cảm cho bé này để nhóc Tì cảm thấy không bị tủi thân. Người đẹp còn khiến nhân tình xôn xao khi đích thân lái du thuyền sang trọng đưa gia đình về nông trại rộng 50.000m2 tại Tiền Giang để vui chơi. Kể từ khi mẹ hạ sinh em gái, Nì rất ra dáng chị cả làm khán giả hết lời khen ngợi. Trước đó chia sẻ về con gái lớn, Vân Trang cũng tự hào khi cho biết nhóc Tì rất ngoan ngoãn, tình cảm và phụ bố mẹ chăm sóc hai em. Tiết lộ về việc theo chồng bỏ cuộc chơi, bà mẹ ba con khẳng định cô có lý do riêng và không hề hối hận. Bởi lẽ nam doanh nhân là người cô yêu thương và tin tưởng, nên nữ diễn viên muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Chồng Vân Trang là con trai đầu, nhưng gia đình giữ quan điểm thoáng hiện đại, chẳng đặt nặng chuyện có con cháu đích tôn mà họ rất yêu quý bé gái. Nữ diễn viên cho biết ông xã và nhà nội không đòi hỏi mà do cô tự tạo áp lực cho mình. Dù vợ sinh con gái hay con trai thì anh vẫn tình cảm chân thành cho vợ và các bé. Trong thời gian mang thai và sinh nở, phụ huynh của Lê Quân chăm sóc cho cô và cháu nội rất chu đáo. Nữ diễn viên cho biết bản thân cảm thấy rất may mắn khi được mọi người hỗ trợ nhiệt tình. Vân Trang chia sẻ rằng gia đình tôi có quan niệm tự chăm con, không thuê giúp việc, tuy hơi vất vả, chúng tôi vui vì được nhìn các con lớn lên mỗi ngày. Bốn người chăm ba em bé nhưng vẫn phần quật cả ngày. Nếu không có gia đình hai bên, tôi không biết xoay sở thế nào. Tôi rất thương mẹ tôi, bà giống như theo con gái đi làm dâu. Cũng kể từ ngày kết hôn, Vân Trang luôn được chồng chiều chuộng và yêu thương. Quân Lê tạo mọi điều kiện để Vân Trang duy trì sự nghiệp. Anh còn không ngại chi tiền mua quà đắt đỏ như túi sách, đồng hồ để tặng vợ, hay tổ chức chuyến du lịch xa trong các dịp kỷ niệm của gia đình. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1990 từng nêu quan điểm tài chính đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân, nhưng cô phủ nhận việc cưới chồng vì anh có tiềm lực kinh tế. Người đẹp cho biết mình không có thói quen sử dụng tiền của ông xã, dù đã về chung một nhà. Dù vậy, Vân Trang vẫn tự hào về cách chồng chăm sóc đầy đủ cho vợ con. Trong một sự kiện thời trang, nữ diễn viên khiến khán giả bất ngờ với diện mạo xinh đẹp và tư trẻ bất chấp cam thường. Thế mới thấy, nhờ vào tình yêu của ông xã và niềm hạnh phúc bên các con đã giúp Vân Trang duy trì phong độ theo năm tháng. Theo đó, ba mẹ ba con tập thể dục đều đặn, hạn chế các thực phẩm chứa nhiều tinh bột, tăng cường ăn thịt cá để bổ sung dinh dưỡng. Nhờ kiên trì thực hiện chế độ rèn luyện khoa học mà Vân Trang đã có vóc dáng thon gọn, nhan sắc xinh đẹp. Gia đình hạnh phúc của Vân Trang nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của cộng đồng mạng khi có ông xã tâm lý và dàn nhóc Tì cực kỳ đáng yêu. Cô lui về làm hậu phương bên chồng con, nữ diễn viên luôn dành những điều kiện tốt nhất cho các thiên thần nhí. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận thì Thư viện phim Dan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.